Mến chào các em. Chương trình dạy và học trực tuyến hôm nay sẽ được tiếp nối với chủ đề tiếng Việt. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Bài học này tạo điều kiện cho các em rộng đường lựa chọn kiểu câu nhằm đạt được hiệu quả biểu đạt cũng như giúp cho lời nói của chúng ta thêm linh hoạt, biến chuyển. Về kết quả cần đạt, yêu cầu các em nắm được khái niệm câu chủ động, câu bị động. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, các cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và thực hành được thao tác chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Các em lưu ý chép bài vào vở theo các like có mẫu bút chì ở góc trái phía trên màn hình nhé. Bài học của chúng ta bắt đầu bằng việc tìm hiểu thế nào là câu chủ động, câu bị động qua ví dụ A và B. Ví dụ A là câu cô chủ nhiệm khen bạn Lan. Câu chủ động hay câu bị động phân biệt với nhau ở đặc điểm về nghĩa của chủ ngữ trong câu. Vì vậy trước tiên các em cần xác định thành phần chủ ngữ. Cô chủ nhiệm chính là thành phần chủ ngữ trong câu. Tiếp theo các em cần tìm hiểu đặc điểm về nghĩa của chủ ngữ trong tương quan với bị ngữ. Ta nhận thấy cô chủ nhiệm là người thực hiện hoạt động khen hay còn gọi là chủ thể của hoạt động khen. Và điều đáng chú ý nữa là hoạt động khen do cô chủ nhiệm thực hiện có tác động đến một đối tượng khác, đối tượng ấy là bạn Lan. Nên ta kết luận đặc điểm về nghĩa của chủ ngữ trong câu A như sau. Chủ ngữ chỉ người thực hiện hoạt động khen hướng đến Lan. Câu có chủ ngữ với đặc điểm về nghĩa như thế gọi là câu chủ động. Thế nào là câu chủ động? Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hay còn gọi là chủ thể của hoạt động, và hoạt động này hướng đến người vật khác. Ta xét tiếp ví dụ B. Tìm chủ ngữ trong câu B. Bạn Lan chính là chủ ngữ của câu B. So với chủ ngữ câu A, em có nhận xét gì đối với đặc điểm về nghĩa của chủ ngữ câu B? Nếu chủ ngữ câu A chỉ người thực hiện hoạt động khen hướng đến bạn Lan, thì chủ ngữ câu B chỉ người được hoạt động khen của cô chủ nhiệm hướng vào. Câu có chủ ngữ với đặc điểm về nghĩa như thế gọi là câu bị động. Thế nào là câu bị động? Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người vật khác hướng vào, còn gọi là đối tượng của hoạt động. Các em đọc lại ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 57. Chúng ta cùng thực hiện bài tập nhận biết câu chủ động và câu bị động trong hai ví dụ sau. A. Mọi người yêu mến em. B. Em được mọi người yêu mến. Trong câu A, mọi người chính là thành phần chủ ngữ. Và chủ ngữ mọi người chỉ chủ thể của trạng thái tâm lý yêu mến hướng đến em. Ta kết luận câu này là câu chủ động. Ở câu B, em chính là thành phần chủ ngữ. Và chủ ngữ em chỉ đối tượng mà trạng thái tâm lý yêu mến của mọi người hướng vào. Câu này là câu bị động. Điểm lại các ví dụ ở phần 1 La Mã và phần bài tập nhận biết, ta thấy câu chủ động và câu bị động có mối liên hệ mật thiết. Cả hai đều có cùng một loại sự việc. Câu chủ động thì thông tin về chủ thể của hoạt động. Câu bị động thì thông tin về đối tượng của hoạt động. Vì vậy các em cần lưu ý, động từ tham gia tạo nên câu chủ động là các động từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái tâm lý, nhưng phải là các động từ có tác động hoặc gây ảnh hưởng trực tiếp đến người vật khác, nghĩa là đòi hỏi có người vật khác hay còn gọi là đối tượng chịu tác động hoặc chịu ảnh hưởng từ hoạt động hay trạng thái tâm lý của chủ thể. Xét các ví dụ sau. Tôi tập thể dục mỗi sáng. Hết thời hạn giãn cách xã hội, ai nấy đều hân hoan. Động từ chỉ hoạt động tập thể dục hay động từ chỉ trạng thái tâm lý hân hoan đều không tác động đến một đối tượng người vật khác. Cũng có nghĩa là ta không thể chuyển đổi thành câu bị động. Vì vậy, hai câu trên cũng không được xem là câu chủ động. Nên nhớ rằng, câu chủ động chỉ được xác định trong tương quan với câu bị động tương ứng, nghĩa là có thể chuyển đổi qua lại giữa câu chủ động và câu bị động.
Tiếp theo, ta sẽ cùng tìm hiểu mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động qua việc khảo sát ví dụ trong sách khoa tuần này. Nội dung hướng dẫn tìm hiểu dẫn lại đoạn trích trong truyện ngắn Cuộc chia tay của những con búp bê, tác giả Khánh Hoài. Cô nói với cả lớp, Thủy phải xa lớp ta theo mẹ về quê ngoại. Một tiếng ồ nổi lên kinh ngạc, cả lớp sững sờ. Em tôi là chỉ đội trưởng, là môn toán của lớp từ mấy năm nay. Khoảng trống đầu câu, tin này chắc làm cho bạn bè sao xuyến. Hãy chọn trong hai câu sau đây và điền vào chỗ trống trong đoạn trích. A. Mọi người yêu mến em. B. Em được mọi người yêu mến. Và giải thích lý do chọn điền câu ấy. Câu A là câu chủ động, câu B là câu bị động. Ta chọn điền câu B. Vì theo dõi mạch văn, ta nhận thấy câu liền trước đang nói về Thủy thông qua chủ ngữ em tôi. Vì vậy sẽ đảm bảo tính logic và dễ hiểu hơn nếu câu sau tiếp tục nói về Thủy thông qua chủ ngữ em, tạo nên sự liên kết chặt chẽ về chủ đề giữa các câu trong đoạn. Các em đọc lại ghi nhớ giáo khoa tuần này trang 58. Trong thực tế, việc lựa chọn viết bằng câu bị động còn đạt được kiểu liên kết khác nữa. So sánh hai cách viết sau và cho biết cách viết nào đạt yêu cầu hơn về liên kết. Cách thứ nhất, nhà máy đã sản xuất được một số sản phẩm có giá trị. Khách hàng ở châu Âu rất ưa chuộng các sản phẩm này. Cách thứ hai, nhà máy đã sản xuất được một số sản phẩm có giá trị. Các sản phẩm này được khách hàng châu Âu rất ưa chuộng. Ta nhận thấy ở cách viết thứ hai, việc lựa chọn câu bị động để viết tiếp nối câu thứ nhất đạt hiệu quả hơn về liên kết, vì cuối câu thứ nhất kết thúc bằng cụm từ một số sản phẩm có giá trị. Cụm từ này được nhắc lại ở thành phần chủ ngữ câu thứ hai nhằm tạo nên kiểu liên kết móc xích. Qua phần tìm hiểu mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, ta thấy được giá trị thiết thực khi lựa chọn vận dụng kiểu câu phù hợp trong ngữ cảnh nhất định. Vì vậy, ta cần chuyển đổi nhuần nhuyễn câu chủ động thành câu bị động. Trên màn hình có 3 câu, xác định câu chủ động, câu bị động. Dựa vào đặc điểm về nghĩa của chủ ngữ, câu người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân là câu chủ động. Hai câu còn lại là hai câu bị động. Quan sát chủ ngữ ở hai câu bị động, em nhận ra chủ ngữ ở hai câu bị động chính là thành phần nào ở câu chủ động? Chính là thành phần phụ ngữ chỉ đối tượng của mặt động ở câu chủ động. Vì vậy, thao tác đầu tiên là ta cần chuyển từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng của hoạt động trong câu chủ động làm chủ ngữ trong câu bị động. So sánh hai câu bị động, em nhận thấy chúng khác nhau ở điểm nào? Có từ được hoặc không có từ được. Như vậy, từ một câu chủ động có hai cách chuyển đổi thành câu bị động. Hãy nêu quy tắc chuyển đổi câu chủ động thành hai câu bị động tương ứng. Ở cách 1, đầu câu là thành phần chủ ngữ chỉ đối tượng của mặt động hoặc trạng thái. Từ được hoặc từ bị mở đầu cho phần bị ngữ. Tiếp đến là thành phần chủ thể, thành phần này có thể vắng mặt. Sau nữa là động từ. Ở cách 2, đầu câu là thành phần chủ ngữ chỉ đối tượng của mặt động hoặc trạng thái. Do không có từ được bị mở đầu phần bị ngữ, nên động từ xuất hiện ngay đầu phần bị ngữ. Các em xem xét phần lưu ý sau. Bạn em được giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi. Tay em bị đau. Tuy có từ được, bị, nhưng cả hai câu đều không phải câu bị động, vì câu bị động chỉ được xác định trong tương quan với câu chủ động tương ứng. Các em đọc lại ghi nhớ sách giáo khoa trang 64. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập trong sách giáo khoa. Bài tập 1 ở sách giáo khoa trang 58 yêu cầu bài tập là tìm câu bị động trong các đoạn trích, giải thích lý do tác giả chọn cách viết như vậy. Đầu tiên, các em cần tìm chủ ngữ ở mỗi câu, rồi sau đó dựa vào đặc điểm chủ ngữ của câu bị động để xác định câu bị động. Sau cùng, dựa vào các kiểu liên kết đã học để giải thích về việc dùng câu bị động của tác giả. Bài tập 2 ở phần luyện tập là bài tập 1 trang 65 yêu cầu bài tập là chuyển đổi mỗi câu chủ động thành hai kiểu câu bị động.
Các em sẽ thực hiện chuyển đổi theo quy tắc chuyển đổi đã học. Lưu ý, với cách 2, khi không dùng từ được bị thì yêu cầu các em phải lược bỏ thành phần chủ thể của hoạt động. Các em xem xét ví dụ sau. Con ngựa bạch, chàng kỵ sĩ buộc bên gốc đào. Sau cụm từ con ngựa bạch thì cụm từ chàng kỵ sĩ chính là thành phần chủ ngữ, chỉ chủ thể của hoạt động buộc. Con ngựa bạch là thành phần đề ngữ. Như vậy câu này là câu chủ động có thêm thành phần đề ngữ. Bài tập 3 là bài tập 2 phần luyện tập trang 65. Chuyển đổi mỗi câu chủ động cho sẵn thành hai câu bị động, một câu dùng từ được, một câu dùng từ bị. Cho biết sắp cái nghĩa của câu dùng từ được với câu dùng từ bị có gì khác nhau. Đầu tiên các em sẽ thực hiện chuyển đổi theo quy tắc đã học. Sau đó các em sẽ nhận xét sắp cái nghĩa. Từ được biểu thị hàm ý đánh giá tích cực về sự việc được nói đến trong câu. Từ bị biểu thị hàm ý đánh giá tiêu cực về sự việc được nói đến trong câu. Chẳng hạn như thái độ thiện cảm hay không thiện cảm, việc làm cần thiết hay không cần thiết, điều mong muốn hay không muốn, vân vân. Thay cho lời kết, cô sẽ điểm lại trọng tâm kiến thức của bài học. Thứ nhất là dựa vào đặc điểm về nghĩa để xác định câu chủ động hay câu bị động. Câu chủ động có thể chuyển đổi thành câu bị động và ngược lại. Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động nhằm mục đích liên kết câu. Cuối cùng, một câu chủ động có thể chuyển đổi thành hai câu bị động tương ứng nhằm biểu thị sự đánh giá tích cực hay tiêu cực về điều được nói đến trong câu. Các em làm bài xong thì nhớ gửi bài làm theo địa chỉ email hoặc số điện thoại Zalo của giáo viên bộ môn giảng dạy mỗi lớp được kê sẵn dưới đây nhé. Mến chào các em, chúc các em vui khỏe và học tập tốt.